Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc. Ở khúc giới thiệu có bị lỗi phần hình ảnh một tí xíu, mong các bạn thông cảm nha. Ở tập trước, khi tất cả mọi người tháo chạy khỏi đoàn người đưa tang kỳ lạ kia, trong lúc hỗn loạn, Quốc Trí đã nắm tay một người bỏ chạy và cứ đinh ninh người đó là Đình Thiên. Tuy nhiên khi quay đầu nhìn lại thì hỡi ôi, đó không phải là Đình Thiên mà đó là Tử Phàm. Mà ông Tử Phàm, ông không dám nói cũng tội nghiệp các bạn. Liệu Đình Thiên có bị rơi vào tay của nhóm người kỳ lạ kia hay không? Và có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vừa rồi hỗn loạn, vũ hộ vệ liền kéo Bần Đạo bỏ chạy. Mấy lần Bần Đạo lên tiếng đều bị gạt đi. Chuyện này sao có thể hỏi Bần Đạo được chứ? Tử Phàm dùng vẻ mặt vô tội đáp. Chuyện gì vậy? Sao đang chạy lại dừng? Bá Dũng từ phía trước tiến tới hỏi. Hắn vừa nhìn liền kinh ngạc. Công tử đâu? Nhanh quay lại, bằng mọi giá phải cứu được công tử. Quốc Trí lòng như lửa đốt, dứt lời liền theo đường cũ chạy vào thôn trại. Ba người gấp rút di chuyển từ đường nhỏ tới rìa thôn trại. Trong thôn đã khôi phục yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng người hò hét như trước. Dường như đám đông đã tan đi. Chẳng biết Đình Thiên có kịp trốn thoát không? Nếu thoát được, vậy biết đi đâu tìm công tử bây giờ? Đành phải lầm lũi chạy qua đám cây bụi mọc ken nhau ngoài rìa thôn trại. Họ không dám liều lĩnh xông thẳng vào trong. Tình hình còn chưa rõ ràng. Vội mấy cũng phải quan sát kỹ lưỡng rồi mới nghĩ cách hành động. Người xem. Ba Dũng đi phía sau bỗng đánh động. Theo tay hắn chỉ, hai người cùng rướng mày nhìn. Đối diện bên kia rìa thôn trại có thứ gì đang chuyển động. Nhìn kỹ thì hóa ra là đám thôn dân đứng quây thành một đống, dày đặc không phân biệt được người nào với người nào. Bọn họ còn dập hết đèn đuốc, muốn xem họ đang làm gì thì phải chạy tới gần mới quan sát được. Ba người liền vòng sang rìa bên kia. Đó là một bãi đất trống mấp mô những ụ đất to nhỏ bất đồng. Thoạt nhìn liền nhận ra đây là bãi tha ma. Đám đông đang quây quanh một huyệt mộ mới đào. Tất cả cùng nhìn xuống hố. Hai bên là hai ông thầy cúng trọc đầu không ngừng múa may điên cuồng. Vì không thể tới đủ gần để nhìn vào xem trong huyệt kia là cái gì, ba người chỉ có thể nấp ở sau một ngôi mộ nhìn qua. Trong lòng ai cũng bất an. Đang lúc thầy cúng hú lên từng hồi ghê rợn, từ dưới huyệt mộ liền trồi lên một cái đầu. Ba người từ xa căng mắt nhìn lại. Cái đồ đó lắc lư, một cánh tay với lên miệng huyệt, dường như là người đó muốn trèo lên. Từ bên cạnh liền có thôn dân dùng gậy phục xuống cái đồ đang lắc lư, khiến cho bàn tay với lên kia giật mạnh một cái. Đầu người đó lật ra, mặt úp xuống thành huyệt. Một thôn dân khác đạp chúi người kia vào trong hố đất. Quá trình chỉ trong chốc lát, nhưng ba người bên này nhìn không sót một chi tiết nào. Đúng là công tử rồi. Quốc Trí đã mấy lần muốn xông tới, nhưng đều bị Tử Phàm hết sức giữ lại. Hắn kéo hai người bọn họ chạy ra sau lùm cây, trong đầu rối như tơ vò. Người còn cản thì đừng trách ta. Quốc Trí tuốt gươm kề cổ Tử Phàm, giọng hắn lạnh như đồng, nét mặt xa sầm, hai con mắt hằn lên tia máu. Tùy hai người, nếu nhắm mắt cứu được công tử thì hãy ra chém nhau với đám đầu trâu mặt ngựa kia. Tử Phàm nhàn nhạt nói. Không cứu được thì ít nhất cũng chết chung một chỗ với công tử. Người thách ta. Quốc Trí gằn giọng, lưỡi gươm cứ vào da Tử Phàm chảy máu. Khoan đã. Bá Dũng gạt gươm trong tay Quốc Trí sang một bên. Hắn nhìn Tử Phàm nói. Người mau nghĩ cách gì đi. Tử Phàm im lặng. Hắn đăm chiêu nhìn đám người bên kia. Lão Bạch Đầu có hiện thân là một hình nộm rơm cao lớn tên là Hồn Bạch. Vì là thần trong tín ngưỡng thờ phụng của dân tộc miền núi, nên hẳn là diện mạo không quá phức tạp. Nghe nói là lão Bạch Đầu đi tới đâu, tiếng khóc liền phát ra ở đó. Khóc càng lớn chứng tỏ chết càng trẻ. Lão càng hoan hỷ. Cách này chỉ là do Tử Phàm phỏng đoán ra. Hắn nghĩ trước mắt cứ tiếp cận huyệt mộ kia, sau đó sẽ tùy cơ ứng biến. Tử Phàm cùng hai hộ vệ đi rút rơm làm thành một hình nhân. Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên thân hình nhân. Xong xuôi Tử Phàm mới bày kế hoạch. Giờ quan trọng là phải đến được càng gần huyệt mộ càng tốt. Hai người cứ đi sau Bần Đạo, cố gắng khóc thật to lên. Bần Đạo ở phía trước sẽ nghĩ cách cứu công tử. Chủ bọn ta hãy còn sống, khóc như vậy khác nào rủa cho ngài ấy chết đi. Bá Dũng sửng sốt nói. Chủ các ngài đang bị chôn sống kia kìa, còn câu nệ nữa thì để lát khóc một thể. Tử Phàm chỉ đám người đang bắt đầu xúc đất đổ xuống hố.
Nói rồi, hắn lập tức dẫn hình nhân rơm bước từ trong lùm cây ra bãi đất trống. Trong lòng có chút lo sợ, không biết đám người kia có tin vào trò giả thần giả quỷ này không. Phía sau Tử Phàm bắt đầu có tiếng khóc, ba người rùng rắn tiến đến. Dường như thấy khóc vậy chưa đủ to, Tử Phàm liền hết người đi sau một cái, khiến họ cắn răng gào lớn hơn. Thanh âm náo động cả bãi đất trống. Đám người nghe thấy tiếng khóc thì ngừng tay, ai nấy ngẩng mặt nhìn, đập vào mắt họ là hình nhân rơm lù lù đi tới. Tử Phàm hé mắt nhìn sang bên kia, chưa thấy động tĩnh gì, chỉ làm cả đám thôn dân cùng thầy cúng đang trố mắt nhìn lại phía bọn hắn. Đã đi được lâu như vậy, đáng nhẽ hai thầy cúng kia phải có phản ứng rồi mới đúng. Hay là hắn nghĩ nhầm, lão bạch đầu trong quan niệm của bọn họ ăn vận khác, hoặc có nghi thức đón rước không giống thế này. Đâu có nhiều thời gian cho hắn lựa chọn, cứu người như cứu hỏa, phải thành công tiếp cận đám người kia. Đợi xem tình hình công tử thế nào rồi sẽ hành động. Tử Phàm nghĩ rất nhanh, sau vài bước lưỡng lự, hắn đã vững dạ hơn, tay giơ hồn bạch cao ngang mặt. Hai hộ vệ đi sau khóc dần thành quen, giọng điệu có phần thê lương. Đây hai tay hắn là tiếng y ỉ réo rắc. Còn cách hơn chục bước chân nữa, phía trước bỗng có tiếng quát lớn. Tử Phàm khựng lại một chút, hai thầy cúng chỉ tay về phía hắn mà quát, khiến hắn nghẹn họng lại. Bọn họ quát gì hắn nghe không hiểu. Bên kia thầy cúng dùng tiếng dân tộc, có nên đáp lời hay không? Bước chân Tử Phàm chậm lại, nếu đáp bằng tiếng miền xuôi, liệu có tính là do lão bạch đầu là thần thánh, người thường thì không hiểu được tiếng của thần thánh? À, không ổn. Tử Phàm chớp mắt, thấy vẻ giận dữ hiện ra trên mặt hai thầy cúng. Biểu cảm đó dần lan ra các thôn dân. Còn cách miệng huyệt không xa, hắn nhón chân mình, bên dưới tối như hũ nút. Bây giờ mà bỏ chạy thì cơ hội cứu người sẽ vụt mất. Tử Phàm toàn thân toát lạnh, hắn nuốt một ngụm nước miếng, phải chuyển sang biện pháp khác. Tử Phàm dừng chân, tay hắn huýt về phía sau ra hiệu cho hai hộ vệ chuẩn bị đột phá cứu người. Nhưng họ lại tưởng hắn muốn mình khóc to hơn. Người nọ nháy người kia, lập tức rướn cổ lấy hơi, gào một tiếng u oa thấu trời. Thanh âm lớn tới dọa người, chính đám thôn dân cũng bị tiếng khóc của bọn họ bức lui một bước. Tử Phàm tim đập như trống dục, nhất thời chết lặng không biết phản ứng ra sao. Mắt vừa thấy đám thôn dân bị phân tâm, hắn quay lại nói: cầm lấy cái này, châm lửa lên rồi dùng làm vũ khí. Hai người lao vào cầm cự, không để thôn dân tiến tới miệng hố kia. Tử Phàm nhắm mình không phản ứng nhanh bằng hai hộ vệ. Bây giờ phải có người xuống huyệt kéo Đình Thiên lên. Tuy là nguy hiểm nhưng không phải hắn không làm được. Nhanh! Lời vừa dứt, Tử Phàm đã phi thân tới miệng huyệt. Hai thầy cúng lùi về phía sau đám đông thôn dân. Bỗng chốc tiếng người hô hoáng lại dội lên ào ào. Công tử! Tử Phàm gọi một tiếng, còn định nhảy xuống hố đào đất tìm người, lại thấy bên dưới có tiếng ho khùng khục. Trong huyệt tối đen, ánh lửa lập lòe cách đó vài bước chiếu không ra tình hình. Tử Phàm hấp tấp nhìn lại phía sau, trong lòng chửi thầm một tiếng. Quốc Trí ôm một đống củi khô cùng rơm rạ, đang liên tiếp châm lửa ném về phía đám thôn dân hung hãn, tạm thời khiến bọn họ không dám lại gần. Bá Dũng cầm hình nhân rơm đã cháy thành cây đuốc lớn. Hắn xông vào giữa đám người, đuốc truyền từ tay này sang tay kia, tiếng lửa phạt gió phù phù, tàn đỏ bay tứ tung. Sức người bên kia vẫn sôi sục. Tử Phàm nhìn cả trăm con mắt phản quang lại ánh lửa, cảnh tượng chẳng khác nào đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập dưới âm tàu địa phủ. Sau gáy liền tê rần rần, hắn cắn răng nhảy xuống huyệt, đành phó mặc cho hai hộ vệ bên trên, cùng lắm là một huyệt hai xác, vậy ít nhất còn có người bầu bạn dưới suối vàng. Chân Tử Phàm vừa dẫm xuống liền có tiếng kêu phát ra. Trong huyệt chật chội, hắn vội lùi lại mấy bước, lòng khom cúi người bới đất, lại thấy dưới chân chuyển động như có thứ gì sắp trồi lên. Tử Phàm gọi một tiếng: công tử! Lập tức tay hắn sờ thấy da người nóng hổi, là cánh tay. Tử Phàm kéo thử, người kia liền phản ứng. Cùng lúc đó có tàn lửa rơi vào huyệt mộ, chút ánh sáng đột ngột xuất hiện giúp Tử Phàm nhìn thấy phần nào tình hình trong huyệt. Hắn thấy hai bên thành huyệt có một vài khuôn mặt chôn trong đất, chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng rõ ràng là mặt người. Mắt chúng nhắm nghiền, không phải tất cả cùng nhắm. Ánh lửa làm cho một con mắt chợt mở ra, trong đen giống như hắc ính lóe sáng. Đây là trùng nhân. Tử Phàm nín thở, hắn từng thấy xác trùng này một lần trong bãi tha ma dưới chân núi Tùng. Trùng nhân hay còn gọi là sâu mặt người, nó ăn thịt người nên mặt mới biến thành như vậy.
Cũng hiếm có bãi tha ma nào tồn tại thứ trùng này, vì chúng kỵ ánh sáng và nước. Dưới xuôi huyệt thường trũng, nước động nhiều nên trùng nhân không sống được. Thứ này ở đây nhiều như vậy, không thể chỉ là vì địa hình phù hợp. Tử Phạm cuốn hết tay chân, hắn lập tức kéo lấy người kia, lại nghe có tiếng đáp lại. Thầy cũng bị bắt rồi sao? Công tử, đừng nói gì hết. Tử Phàm một tay kéo một tay đẩy. Đình Thiên chật vật đứng dậy, mắt công tử vẫn hoa lên vì cú đập vừa rồi. Mau đứng lên lưng bừng đào. Có tiếng rụt rịch trong huyệt, Tử Phàm nhìn hai bên vách, đất đá rơi bập bập trên cạnh hắn. Con trùng nhân vừa mở mắt đã bắt đầu bò ra. Trong đầu hắn liền nghĩ tới hình ảnh một con sâu to bằng nửa thân người, di chuyển bằng cách co duỗi cơ thể. Rằng nó có thể cắn vỡ đất đá, gặm thủng ván quan tài để chui vào ăn thịt người. Chỗ này vừa tối vừa chật chội, không biết chừng hắn đang ở ngay bên cạnh nó. Thứ trùng này ngang nhiên ngòi ra ăn thịt người như vậy, chứng tỏ người ở đây nuôi chúng. Tử Phạm nghĩ mà càng thêm khiếp đảm. Có khi nào bí thuật trường sinh mà thôn dân ở đây nắm giữ chính là do họ dùng trùng nhân làm thức ăn không? Đình Thiên đã lên tới mặt đất. Tử Phạm vùng dậy, có một vật vừa cọ vào chân hắn. Cảm giác mềm nhũn và trơn nhẵn khiến hắn phải rùng mình. Vội với tay lên thành miệng hố, chân đạp vào vách, muốn mượn đà bật lên. Nhưng đứt xốp nên chân hắn lập tức trồi xuống. Hững một cái, cả người hắn liền trượt vào trong huyệt. Giữ vững! Bàn tay đang chới với trên thành miệng hố của Tử Phàm liền được tóm lại. Một lực đạo rất lớn từ trên kéo lấy người hắn. Tử Phàm hết sức đạp chân vào vách đất đu lên. Nơi hắn đạp trúng cảm giác khác hẳn, nó lún xuống như bịch bông, đồng thời còn có thể di chuyển được. Đình Thiên đang cắn răng giữ hai tay hắn, bỗng thấy Tử Phàm bên dưới giật lên một cái thật mạnh. Công tử hơi khựng lại, sau đó lực tay liền nhẹ đi. Tử Phàm đã có thể bò lên khỏi miệng hố. Một bên chân hắn rớm máu, chiếc giày vải rơi mất và nửa vạt quần rách toạc. Đình Thiên chưa hết choáng váng sau cú đánh vào đầu lúc trước, vừa rồi lại phải dùng sức quá nhiều. Mắt công tử nhòe nhòe một màu đỏ, cho lên tay sờ mới thấy là vết thương trên trán rỉ máu, đầu ngón tay còn lạo xạo cát. Tử Phàm trước mặt gọi gì Đình Thiên nghe không rõ, cảm giác hết thảy đều mờ đi. Ngay lập tức công tử thấy người mình bị nhấc lên, tay chân vô lực, thần trí mơ hồ, chỉ biết xung quanh đang ầm ầm tiếng người hô hoán. Rất nhanh cảnh vật bỗng lùi lại phía sau, dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng người thở dốc áp sát bên tai. Luồng ánh sáng nhập nhòe mỗi lúc một xa, sau cùng là bóng tối bủa vây trong mắt. Bẩm công tử, chúng ta nghỉ lại đi thôi. Quốc Trí nhìn nền trời mỗi lúc một sẫm màu. Hắn đã mấy lần nhắc Đình Thiên dừng chân, nhưng công tử vẫn im lặng đi tiếp. Bốn người hiện tại chẳng còn gì, vì chuyện xảy ra ở sơn thôn nọ mà lương thực cùng ngựa đều đã bỏ lại trong thôn. Duy chỉ có Tử Phàm vẫn kịp cầm theo đồ đạc của hắn. Nhưng lương thực hắn đem theo cũng đã sớm dùng hết. Thứ mà bốn người có nhiều nhất lúc này chính là tiền bạc. Vì là Bá Dũng cùng Quốc Trí luôn giữ kim ngân trong người, nên dù chuyện gì xảy ra, công tử cũng không lo thiếu thốn. Chỉ trừ một trường hợp, đó là nếu bọn họ rơi vào nơi hoàn toàn hoang vu thế này. Lại nói đêm hôm đó, sau khi Tử Phàm kéo được Đình Thiên lên, hắn lập tức cõng công tử bỏ chạy. Bá Dũng cùng Quốc Trí bọc hậu phía sau. Vì phải cõng thêm người nên rất nhanh hai hộ vệ liền đuổi kịp hắn. Tới khi đã an toàn, bọn họ liền dừng lại băng bó cho Đình Thiên. Sau một ngày tĩnh dưỡng, tình hình sức khỏe của công tử đã ổn định. Đình Thiên bây giờ được nghe Tử Phàm giải thích chuyện về thôn sơn kia. Theo hắn, thôn dân ở đó thờ cúng một tà thần tên là Lão Bạch Đầu, cùng với đó là tục chôn người sống, tức là mỗi thôn dân đến một độ tuổi nào đó sẽ bị đem đi bán cho Lão Bạch Đầu. Họ quan niệm khi đã trở thành đầu trâu mặt ngựa thì không sợ bị tà thần bắt đi nữa. Nhưng không bị trừ tuổi thọ không có nghĩa là được sống lâu. Đám thầy cúng trong thôn trại vì thế liền nghĩ ra một cách. Bọn họ thấy loài trùng nhân sống trong huyệt mộ có khuôn mặt giống người. Chúng còn ăn thi thể mà lớn lên. Vậy ăn thịt chúng cũng có nghĩa là ăn thịt người. Có thể cộng thêm tuổi thọ từ những kẻ đã chết đó. Đại khái là như vậy. Có điều... tất cả những chuyện này đều rất hoang đường. Nhiều nhất chỉ có thể biến người thành quỷ. Còn ăn thịt người mà sống lâu hơn thì hoàn toàn vô lý. Thôn dân ở đó làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, sẽ có rất nhiều người vô tội bị họ giết hại. Ta không thể để bọn họ lộng hành được.
trở về ta sẽ cho quân tới dẹp thôn trại đó đi. Đình Thiên lấy làm bất bình vì sự mù quáng của những người ở đây. Công tử biết đi đâu tìm họ, đừng nghĩ là cứ đi thẳng đường cũ là sẽ thấy thôn trại đó. Đường lối trong rừng như mê cung, không thể muốn đến là đến được. Lần này chúng ta gặp bọn họ, không biết chừng là điềm báo đi. Tử Phàm thông thả đáp. Điềm báo gì? Công tử nhíu mày hỏi. Con đường phía trước sẽ khó khăn hơn, công tử không thấy sao? Chúng ta đã mất ngựa, từ đây đi tới Bạch Mục Lương Tử Sơn còn rất xa. Nhà dân trong 100 dặm đều không có, đi bộ thì mất rất nhiều thời gian. Bỏ qua hết những chuyện nguy hiểm trên đường, chỉ riêng mỗi vấn đề lương thực thôi cũng không quản nổi rồi. Tử Phàm thở dài, mặt hắn ra vẻ thiểu não. Quả nhiên Đình Thiên lập tức bị lời của hắn làm cho dao động. Bất giác công tử lấy mảnh ngọc bội ra xem, đốm đen đã lan rộng hơn trước. Con bàn long khắc nổi bên trên hiện ra một dáng vẻ hung tợn. Công tử trong lòng càng thêm bất an, không có ngựa thì phải đi bộ, thời gian sẽ kéo dài hơn, e rằng không kịp để cứu mẫu thân mất. Chính vì thế mà thay vì ngày đi đêm nghỉ như trước, Đình Thiên đi liền 3 ngày mới nghỉ. Nếu dừng chân thì chỉ để ăn uống qua loa, sau đó lại đi tiếp. Tới nay đã là hơn 10 ngày, số canh giờ ngủ nghỉ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người nào người nấy thấm mệt, bước chân rệu rã. Đi ban ngày mà hai mắt cứ tối sầm như ban đêm. Quốc Trí và Bá Dũng tranh thủ mọi lúc để săn bắt thú rừng làm thức ăn. Nhờ vậy mà bọn họ vẫn cầm cự được để đi tiếp. Cách đây 2 ngày, 4 người đã bắt đầu leo dốc. Đường đi càng thêm gập ghềnh. Có những bữa mưa lớn, nước xối ào ào như lũ, không thấy đâu là đường để đặt chân. Bắt buộc Đình Thiên phải nghĩ lại. Công tử đó giờ vẫn trầm mặc không nói gì, trong lòng nặng trĩu suy tư. Giữa chốn rừng thiên nước độc này, sợ rằng đi lạc lúc nào không biết. Càng leo lên cao, cây cối càng thêm chằng chịt, không có dấu hiệu nào giống như đây là đường lên tiên cảnh. Hơn nữa dọc đường côn trùng và rắn rết rất nhiều, con nào cũng vằn vện, ngũ sắc lòe loẹ, nhìn qua là biết toàn loài kịch độc. Vừa đi phải vừa quan sát để tránh bị chúng tấn công. Hiện tại trời đã sắp tối, xung quanh chỉ toàn rễ cây ngổn ngang, không tìm được chỗ nào bằng phẳng để nghỉ lại. Bốn người dù đã mệt mỏi, nhưng khi nhìn tứ phía âm u, nghĩ mà chân không muốn dừng nữa. Nhưng có đi tiếp thì cũng không thể thay đổi được cục diện. Trước mặt ngoài bóng cây rợn ngợp, chướng khí dày đặc và những đốm sáng chớp tắt khả nghi, dù đi tiếp cũng vẫn là một hoàn cảnh, chỉ thêm tiêu hao sức lực mà thôi. Quốc Trí theo sát bên cạnh Đình Thiên. Đã hơn 2 lần hắn ngỏ ý muốn công tử nghỉ chân, nhưng công tử không đáp lời. Bẩm, nếu nghỉ sớm ở đây thì sẽ có thể nhanh lại sức. Thuộc hạ thấy là... Vừa nói tới đó, Đình Thiên liền nghiêng qua phía hắn. Công tử hơi nhíu mày, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt không thoải mái, khiến hắn lập tức cúi mặt nín lặng. Không biết là do Quốc Trí tác động hay là chính Đình Thiên cũng đã mệt, mà công tử sau đó chỉ đứng yên, không đi tiếp, mặt hướng về phía hắn, lại tuyệt nhiên không nói lời nào. Ngươi xem, ở kia có lửa phải không? Quốc Trí còn đang phân vân thái độ của công tử, chợt hắn nghe Đình Thiên nói, ngẩng đầu liền thấy công tử chỉ tay ra phía sau lưng, mắt ngời lên hy vọng. Bá Dũng cùng Tử Phàm vừa đi tới, ba người nheo mắt nhìn, lát sau mặt ai nấy đều biến sắc. Chính là hai mắt sáng rực, muốn nói nhưng lại bị cảnh tượng làm cho nghẹn họng, chỉ biết ngây ngô nhìn nhau cười. Quả nhiên bên kia có ánh lửa, sáng đỏ bập bùng chứ không phải ma trời hiện hình. Tử Phàm thấy một vài nóc nhà cong cong, dễ chừng không chỉ có một tòa đại trạch ở đó. Hắn ngửi ra một mùi hương trầm thoảng bay trong không trung. Rất có thể đó là một ngôi chùa lớn. Đêm nay có chỗ ngủ an toàn rồi. Bẩm, bên kia có một ngôi chùa, chúng ta qua đó xin cơm chay, tiện thể ngủ nhờ họ một đêm. Vùng này núi non trùng điệp, bọn họ sống ở đây ắt hẳn biết đường hơn chúng ta. Sáng mai hỏi họ đường đi tiếp, vậy có được không? Tử Phàm nhanh miệng hỏi. Đình Thiên gật đầu, bốn người lập tức lên tinh thần, bước chân có sức sống hơn trước. Bọn họ nhanh chóng băng nốt đoạn đường rừng sang triền núi bên kia, trong lòng ai nấy đều bừng bừng hứng khởi. Bằng thời gian cháy nửa tuần nhang, bốn người đã thấy rõ hình dạng đốm lửa kia. Hóa ra đó không phải là vài chấm sáng như ngọn nến, mà là rất nhiều đèn đuốc đốt từ cổng lớn vào tới sân chùa. Đứng cách trăm bước chân, vẫn thấy rõ tượng hai ông kim ô sừng sững đứng hai bên cửa chính. Tam quan cao hơn 3 trượng, đắp bằng đá vững trải,
trên tạc đôi câu đối cùng Hoành Phi Đề, Linh Âm Tự. Bước qua cổng tam quan là cảm giác ớn lạnh kỳ lạ ập vào mặt bốn người. Không rét mà run, khiến ai nấy đều bất giác khựng lại. Không ai bảo ai cùng nhìn lướt qua sân chùa một lượt. Khoảng sân rộng chừng 30 bước chân, vốn dĩ chùa được dựng trên vách núi đá, nên nền sân hoàn toàn bằng đá, cây cối không cách nào mọc được ở đây. Thực ra ngôi chùa này nhìn từ ngoài không có gì đặc sắc. Duy chỉ có một điểm thu hút, đó là ở góc trái sân chùa có đặt một tượng Phật thiền. Đèn đuốc thắp sáng từ bệ đá lên tới cổ tượng Phật, tạc tư thế Phật tọa đài sen, chân xếp bằng, tay kết ấn, hình hài không có gì khác biệt. Mọi người nhìn một lát mới kinh ngạc phát hiện ra, không phải là ánh đuốc chiếu không tới mặt tượng, mà là cơ bản tượng kia không có đầu. Ngay tới Tử Phàm cũng chưa từng trông thấy chuyện gì kỳ quái như vậy. Hắn ngẩn người nhìn bức tượng Phật không đầu hồi lâu. Đường nét điêu khắc hết sức hoàn mỹ, bề mặt nhẵn mịn, các chi tiết đều rất tinh xảo, tư thế sống động, từ trên xuống dưới không có một điểm sai sót. Chắc chắn bức tượng này có đầu, nhưng vì sao hiện tại chỉ còn mỗi phần thân thì không rõ. Đầu tượng bị ai đó chặt đi rồi, Quốc Trí nhìn một lát liền nói. Nơi tiếp xúc với phần đầu có vết chém, món vũ khí này dễ phải sắc bén nhất trong thiên hạ, chỉ một nhát mà đứt lìa được cả đá. Ba người cùng trầm ngâm gật đầu, trong lòng tự hỏi, thứ vũ khí gì có thể bá đạo như vậy, so với đao kiếm bây giờ hẳn phải hơn một bậc. Thêm nữa là người nào dám dùng vũ khí đó hạ đồ tượng Phật. Nhất thời bốn người nhìn nhau, phải là kẻ có thâm thù đại hận với Phật môn thì mới xuống tay quyết tuyệt như vậy được. Thật hiếm khi có thi chủ ghé chừng tới bản tự. Trời cũng sắp tối rồi, vì cớ gì còn đứng ngoài này? Mời các thi chủ vào đại điện nghỉ ngơi thưởng trà. Đang mãi ngắm bức tượng kỳ quái, bốn người liền bị giọng nói từ phía sau làm cho choàng tỉnh. Ai nấy vội vàng quay lại. Trước cửa chính dẫn vào đại điện có một bóng người đang đứng. Ánh đuốc sáng rực xung quanh chiếu ra diện mạo người kia. Đó là một lão hòa thượng quắc thứ, khuôn mặt cương nghị, dù mắt cười nhưng nhìn vào lạnh như đồng, thần thái điềm đạm. Quần sáng xung quanh lão hòa thượng giống như kim quang lấp lánh, nhất thời không phân biệt được đó là người, là thần Phật hay là yêu ma nữa. Đinh Thiên bước lên hành lễ với lão hòa thượng. Công tử không giấu giếm việc tới Bạch Mục Lương Tử Sơn, còn nói giữa đường lương thực cạn kiệt, muốn xin bản tự một bữa cơm chay và một chỗ ngủ qua đêm, sáng mai bọn họ sẽ lên đường sớm. Lão hòa thượng mặt không đổi sắc, đôi lông mày nhướng cao từ từ hạ xuống, vẻ mặt đã có chút hòa nhã hơn. Lão đưa tay mời bốn người vào đại điện, nói: Bản tự rất sẵn lòng chiếu cố cho các thí chủ, mời vào đây uống chút trà nóng. Rừng đêm lạnh lẽo, các thí chủ đi lâu như vậy hẳn là rất mệt mỏi. Vừa theo chân lão hòa thượng qua cửa chính, bốn người liền khựng lại. Biểu cảm của bọn họ so với vừa rồi thấy tượng Phật không đầu còn phức tạp hơn nữa. Phải là chồng chất kinh ngạc. Đại điện là nơi đặt hương án cùng tượng thờ, nhưng bên trong tối hơn bên ngoài rất nhiều, chỉ có vài ngọn đèn dầu đặt quanh bốn mặt hương án. Cố nhìn mới thấy được phần nào bài trí bên trong. Đại điện rất rộng, từ ngoài bước vào là hương án. Trên có bát hương cùng mâm bồng hoa quả, phía sau là từng tầng bệ đá. Trên mỗi bệ đá lại đặt một hàng ngang những tượng thờ lớn nhỏ. Đáng nói là tượng thờ ở đây không phải là chư Phật. Trên cùng là một ông mặt đen dữ tợn, mắt trợn trừng, hình dung như một vị vua. Y phục cùng mũ mạo đường bệ, từ đầu đến chân đều thấy một màu đen, áo quan theo đầu hổ. Dưới tượng chính là có tới 9 tượng nhỏ xếp thành 3 dãy, mỗi tượng một gương mặt, nhưng tượng chung đều hung hãn và hiếu chiến. Hơn nữa, mặt ông nào cũng đen kịch, mày rậm, râu quai miệng trễ, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Trên tường đại điện còn vẽ rất nhiều hoạt cảnh. Một bên là dòng người xanh xám cho tay vào gông xiềng, bên cạnh họ là những đầu trâu mặt ngựa cầm roi và chùy đốc thúc. Đoàn người bị đẩy xuống một biển lửa, thân xác bị thiêu thành tro. Một bên là cảnh 10 ông quan ngồi xử kiện, người quỳ dưới công đường bị dọa xoa túm đầu móc họng, lưỡi người đó bị cắt lìa, máu me vung vãi. Còn có cảnh người bị nhúng trong vạt dầu, da thịt bong tróc lộ cả xương trắng. Cảnh người bị móc xuyên qua miệng, thi thể treo trên vách đá, càng giãy giụa thì móc càng xuyên sâu, nhìn vô cùng đau đớn.
Không gian tranh tối tranh sáng chập chờn khiến hình ảnh càng thêm ma mị, cảm tưởng như là người thật dán lên, thoạt nhìn còn như đang co giật, khiến ai nấy đều phải rùng mình, là thi thoảng họ lại nghe thấy một tiếng hét vọng lại. Thanh âm thống khiết khi thì xa xôi, khi lại áp sát bên tai. Đột ngột vang lên trong chớp mắt liền tắt liệm. Hình ảnh khủng bố áp bức thị giác, không khí u tịch làm thần trí căng thẳng, giống như trong tâm can mỗi người đang bị kẻ nào nhìn thấu, mà tai mắt lại tới từ khắp các nơi trong phòng. Các vị thi chủ, mời ngồi. Lão hòa thượng dẫn bọn họ đi sang bên nhà trái, có một bộ bàn ghế đặt ở đó. Bốn người đáp lễ rồi ngồi xuống. Lão hòa thượng thông thả tiếp. Các thi chủ là người ở đâu? Muốn lên Bạch Mộc Lương Tử Sơn làm gì? Ta từ kinh thành tới đây, nghe thiên hạ đồn Bạch Mộc Lương Tử Sơn là chốn tiên nhân tu luyện, muốn đi theo tầm sư học đạo, mong giải chút tai kiếp trong đời. Đình Thiên rất tự nhiên đáp. Tử Phàm cùng hai hộ vệ bất giác nhìn nhau. Trước giờ họ vẫn nghĩ công tử là lãnh nhân cương trực, trong bất kỳ hoàn cảnh đều không biến sắc, vậy mà hiện tại cũng có thể xảo ngôn được như vậy. Lão hòa thượng lúc đó liền cười ôn hòa, hai mắt nheo nheo nhìn Đình Thiên. Lão gật đầu nói, người có tư chất chưa chắc đã đắc đạo, muốn tu thành chính quả còn phải đợi một chữ duyên. Duyên chưa tới thì dẫu có lặn lội tìm kiếm cũng không tài nào đạt được. Bần tăng trong tướng mạo thí chủ rất khoáng đạt, tâm tư thông suốt rồi thì tu luyện sẽ dễ dàng thôi. Vạn sự tùy duyên, mong công tử sớm toại nguyện. Đình Thiên chắp tay đa tạ lão hòa thượng. Vừa lúc có một đệ tử từ nhà dưới bưng trà lên, hương thơm thanh nhã tỏa ra từ chén trà. Nhấp một ngụm liền thấy trong người sảng khoái. Lão hòa thượng hướng đệ tử kia nói, còn mau xuống nhà bếp, dặn người làm cơm chay thết bốn vị thí chủ đây đi. Vâng thưa đại sư. Tiếp theo, Đình Thiên giới thiệu danh tính của bốn người với lão hòa thượng, lại hỏi xin quý tính của đại sư để tiện xưng hô. Lão hòa thượng hiệu là Khả Uy, 20 năm trước đã tới núi Mã này dựng chùa tu tâm, lấy tên là chùa Linh Âm. Hiện lão hòa thượng đang là chủ trì ở đây. Bốn người hướng Khả Uy đại sư hành lễ. Mắt Khả Uy đại sư nhìn qua mỗi người một lượt, tới Tử Phàm, lão có hơi dừng lại. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt lão hòa thượng có chút dao động. Rất nhanh lão liền mỉm cười quay đi. Tại hạ có điều này muốn hỏi. Đình Thiên vừa ngỏ ý liền được Khả Uy đại sư đáp ứng. Công tử tiếp. Vì sao tượng Phật ngoài kia lại bị thiếu mất phần đầu như vậy? Khả Uy đại sư đặt chén trà xuống bàn, mặt vẫn nguyên vẻ cười ôn hòa. Lão đáp, bức tượng kia có từ trước khi bần tăng tới đây. Bấy giờ dưới chân núi có nạn đạo tặc hoành hành, thiên tai lũ quét triền miên, dịch bệnh tràn lan khiến đời sống dân chúng lầm than khổ sở. Bần tăng tìm lên núi thì thấy có bức tượng Phật trấn yểm ở đây. Khốn nổi là mặt tượng Phật hướng tới đâu, nơi đó liền gặp nạn. Đó là lý do bần tăng phải hạ đồ tượng xuống. Đình Thiên cùng ba người nghe tới đây, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Lão hòa thượng này thân làm người xuất gia, nhất tâm hướng Phật mà có thể xuống tay như vậy, e rằng không phải người tầm thường. Trong các tội của nhà Phật thì tội làm tổn hại tới tượng thờ là lớn nhất. Đây còn dám chặt đồ Phật, lý nào lại có thể gọi là hòa thượng? Khả Uy đại sư bình thản nhìn bốn người, lại nói, bần tăng hướng Phật tại tâm, cái gì hại tới dân thì không thể làm ngơ. Sau khi hạ đồ tượng, bần đạo liền thành tâm dựng chùa, đem đồ Phật vào nhà thờ tổ chăm lo hương khói, ngày đêm sám hối, xin chuộc lại nghiệp chướng của bản thân. Đã tới đây rồi, chúng tại hạ thật muốn mở rộng tầm mắt, xin đại sư cho phép chúng tại hạ được chiêm ngưỡng đồ tượng. Đình Thiên bày tỏ tâm ý, Khả Uy đại sư không ngại gật đầu. Lão hòa thượng dẫn bốn người xuống nhà dưới, qua hành lang, thẳng tới một tòa nằm sát vách núi. Nơi đó là nhà thờ tổ, khuôn viên linh âm tự rất rộng lớn, sân sâu bao quanh bởi bốn dãy nhà. Trước là đại điện, hai bên là hai dãy tệ xá, sau cùng là nhà thờ tổ. Đèn đuốc ở đây không nhiều, ánh sáng chỉ vừa đủ để nhìn thấy đường đi. Không gian so với bên ngoài thì yên tĩnh hơn. Xung quanh là rừng núi mà tới một tiếng chim kêu cũng không nghe thấy. Bước khỏi đại điện, ai nấy đều như trút được gánh nặng. Trong lòng thoải mái,
không rõ ý đồ của những bức bích họa kia là gì, chỉ thấy không khí ở đây khác hẳn chốn dương gian. Chính là âm u tịch mịch như dưới âm tào địa phủ, lại lẽo không gì sánh được. Cửa nhà thờ tổ vừa mở, hai khay đèn dầu đặt trên hương án lay động, cảnh tượng bên trong âm trầm, không kém gì ngoài đại điện. Đầu tượng đặt sau hương án, vẻ mặt ngài từ bi, nụ cười ôn nhuận, chút ánh sáng tỏa ra xung quanh ngài giống như kim quang ẩn hiện. Nói tự Phật này có thể hại người, quả thực khó tin. Họa chăng thứ có thể đem ra hại người, phải là thanh trường đao dài 8 thước, đặt trước đầu tượng kia. Bốn người bị vẻ sắc lạnh toát ra từ thanh trường đao thu hút. Cán trường đao đen bóng, lưỡi đao sáng choang, thoạt nhìn còn như có một lớp băng đóng trên mặt kim loại. Tại sao món vũ khí âm độc này lại được thờ chung với đầu tượng? Đình Thiên khó hiểu nhìn Tử Phàm, thấy mặt hắn biến sắc, không rõ là kinh ngạc hay run sợ. Đây là... Đình Thiên chỉ thanh trường đao hỏi. Bần tăng năm xưa đã dùng vũ khí này để hạ đồ Phật. Nó tên là Hắc Long Đại Đao. Khả Uy đại sư đứng trong bóng tối nói vọng ra, không nhìn thấy vẻ mặt lão hòa thượng, lại cảm giác như lời nói truyền thẳng vào đầu óc. Trong lòng ai nấy đều có chút chấn động. Đình Thiên nhìn món vũ khí kia không lấy làm cảm tình. Công tử vẫn nghĩ, dù là nó được dùng vào việc gì thì cũng không thể thờ chung với đồ tượng Phật. Có thể Khả Uy đại sư sợ đồ tượng vẫn có thể tác oai tác oái, nên chắn thanh trường đao này ở đây. Thực hư thế nào công tử không tiện hỏi nhiều. Tham quan xong một lượt linh âm tự, Khả Uy đại sư liền dẫn bốn người tới nhà ăn của bản tự. Cơm chay đã được dọn lên, thức ăn đạm bạc nhưng nóng sốt, những chuyện khác đều gác lại. Rất nhanh mọi người liền ăn xong. Đệ tử theo lời dặn của Khả Uy đại sư liền dẫn khách quan đi tắm rửa và đến tệ xá nghỉ ngơi. Ở đây không có nhiều phòng, trong tệ xá chỉ có 2 dãy phản đặt thành hàng dọc. Bất kể là ai thì đều ngủ trên đó. Bốn người hết lời cảm tạ đại sư đã chiếu cố. Lão hòa thượng không làm phiền bọn họ nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp xong liền quay gót rời đi. Trong tệ xá mênh mông, bốn người châm đèn mà không đủ nhìn được một góc phòng. Ban đầu Quốc Trí và Bá Dũng còn định thức canh, nhưng Định Thiên nói không cần làm vậy. Sau cùng cả bốn người liền nằm vào một bên phản, chuẩn bị ngủ, lại thấy công tử nói. Tử Phàm, ngôi chùa này có điểm rất kỳ quái. Ta không hiểu bọn họ thờ vị Phật nào vậy. Thưa, họ không phải thờ thần Phật gì cả, mà là thờ Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La, hay còn gọi là Chầu Diêm Vương, là một tín ngưỡng thờ cúng tách biệt với Phật giáo. Cõi âm được biết đến là nơi tập hợp của người chết. Trong đạo Phật thì do Địa Tạng Bồ Tát đứng đầu, dẫn đường đưa lối cho hồn phách vào vòng siêu sinh. Còn theo quan niệm dân gian, âm giới do Diêm Vương cùng chư quỷ cai quản. Tương đương trên nhân gian có Ngọc Hoàng cùng chư tiên. Hai tín ngưỡng này ở vài nơi người dân vẫn gộp vào thờ chung, nhưng thực chất nó rất khác nhau. Khác ở chỗ nào? Đình Thiên hỏi. Thứ nhất, Phật giáo đề cao lòng vị tha, hướng con người tới chân thiện mỹ, vạn vật bình đẳng. Địa Tạng Bồ Tát cũng là chư Phật, dù cai quản âm giới, nhưng ngài ấy luôn dùng lòng từ bi bác ái để đưa linh hồn con người vào vòng luân hồi. Còn Diêm Vương, bất cứ ai khi rơi xuống âm ti đều phải chịu sự luận tội của ngài ấy, tùy vào tội trạng khi còn sống mà những hình phạt khác nhau dưới các tầng địa ngục, cụ thể là 18 tầng với độ tăng nặng dần đều. Thứ hai, Phật giáo không phải từ bi phổ độ chúng sinh mà nhắm mắt bỏ qua tội trạng của chúng sinh trên trần thế. Nhưng thay vì bị giày xéo, Địa Tạng Bồ Tát sẽ cho người đó độ kiếp chịu khổ ải. Tùy tội mà kiếp sau sẽ có bao nhiêu khổ ải. Nếu chết đi mà chưa hết tội, vậy kiếp sau nữa sẽ tiếp tục chịu đày đọa, có thể làm trâu ngựa, làm kẻ đuôi què, nhưng chắc chắn được siêu sinh. Còn như Diêm Vương, tội trạng thường đi kèm với hình phạt, nhúng vạt dầu, lăn trì, tùng xẻo, cắt lưỡi, móc hàm. Nặng nhất là bị hỏa ngục thiêu đốt, vĩnh viễn không có kiếp luân hồi. Vậy ý ngươi là những bích họa trong đại điện là để chỉ 18 khổ hình dưới địa ngục? Ba Dũng hỏi. Tại sao chùa này lại thờ Thập Điện Diêm La? Bần đạo không rõ, nhưng việc hạ đồ Phật của lão hòa thượng còn nhiều khúc mắc, sợ rằng thực tế chuyện này không chỉ như lời lão kể. Tử Phàm hạ giọng đáp.
Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Đúng là thiệt, cái nhóm người này đi tới đâu là gặp đại họa tới đó. Vừa mới thoát ra khỏi cái thôn kỳ lạ kia thôi, lại bây giờ đi tới một cái ngôi chùa rất là quái lạ. Ngôi chùa không thấy đồ tượng Phật là thấy lạ rồi, huống chi là đồ tượng Phật bị chém đi, mà cái ông sư trụ trì lại là cái người chém đồ tượng Phật. Mà với một cái lý do cũng rất là kỳ lạ, là đồ tượng hễ hướng tới phía nào thì nơi đó liền gặp tai ương, gặp thiên tai các kiểu, thế là đành phải chém đầu tượng Phật xuống bởi vì phổ độ chúng sinh, bởi vì cứu chúng sinh. Tuy nhiên với lý do là ông ấy vẫn rất tôn thờ Phật và đem đồ Phật vào bên trong nhà thờ tổ để mà thờ. Tuy nhiên, bên cạnh đầu tượng Phật lại đặt chính cái đao đã chém đầu tượng Phật xuống. Ủa là trời, trời ơi, cảm thấy một cái mùi red flag, một cái mùi cờ đỏ rất là lớn đến từ vị trí của sư trụ trì. Cộng thêm cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi mà bước chân vào bên trong chùa nữa. Theo như chúng ta được biết thì chùa là nơi thanh tịnh, là nơi có chư Phật ở đó. Cho nên khi mà bước vào chùa thì mình sẽ có cảm giác ấm áp, một cái cảm giác thanh tịnh, giống như là được gột rửa đó các bạn. Nhưng mà khi mà bước vào chân ngôi chùa này, cả bốn người đều cảm thấy bất an. Thêm vào đó là bóng tối bao phủ cả ngôi chùa này, thì lại là một cái ngôi chùa yêu ma rồi. Bao không biết là cái đồ ăn họ ăn á, có bị bỏ cái gì ở trong đó hay là bị hóa phép gì ở trong cái đồ ăn đó hay không á, cũng khá là lo lắng. Nhưng mà thôi, cũng mệt quá các bạn ơi, đi đường mấy bữa nay, hơn cả chục ngày không được nghỉ ngơi, không được ăn uống đàng hoàng, thì thôi, chuyện gì thì chuyện, mình cứ ăn rồi mình cứ ngủ nghe cho đã, đi đã, hồi sức rồi tính tiếp. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bác cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.